Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm Google Earth. Hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là chức năng vẽ đường trong cái phần mềm nha. Là bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây, giả sử đây, phần mềm Google Earth đây. Bây giờ ta muốn vẽ một cái đường, cái line, cái đường thì sao? Đúng rồi đây. Đó, đây, vẽ từ điểm này qua điểm này. Đó. Rồi, ta đặt tên nó là đường. Rồi, đây là chỉ tay đó. Cho nó hai rồi cho nó màu vàng rồi ok đó nhận được nè, thấy không, nó đơn giản như các bạn. Rồi muốn kiểm tra thuộc tính đường, giả sử chúng con cái này là đường này đó. Rồi tập trọng như nó hiện ra, thấy không, nhận được các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe và chúc các bạn thực hành thành công nha.